Hello, chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem cái khu thùng xốp lót bạt ngoài trời của mình nè. Cái khu này mới làm mà chuẩn bị thả cá khá gì em ơi. Thì chuẩn bị mình thanh lý một số cá luôn cho anh chị em chơi nha. Anh chị em thấy cái này là cái gì không? Màu đen 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 là blue ta giăng anh chị em. Anh chị em thấy cá con ngoài nó bơi bơi nè. Đó. Đó, cái này mình để làm giống chơi nha, mình nuôi này hy sinh thôi. Thì bữa nó bự rồi mình đem ra cái hồ ngoài trời mình thả đẹp lắm anh chị em. Đó anh chị thấy này là cái gì anh chị biết không? Cái này là albino gold nha anh chị em. Nó trong bộ ghi bông sắc Vinci á nha. Cá mẹ là sắc ghi bông sắc Vinci. Mình giật lại một số cá các bạn xem nha. Anh chị em đó, em mới đẹp không? Em nha. Thì mình thanh lý cái bầy luôn nha anh chị em. Nha, mình bán cá con cũng không phải bự nha. Cá này một hai sao một tháng nha anh chị em. Thấy con ghi bông rồi nha, ghi bông rất là nhiều nha anh chị em. Đó, cái con ghi bông mà xin xin tùm lá chân luôn đó. Thì mình bán là 2k một con anh chị em, mình bán cái đơn từ 200k anh chị em, có nghĩa là 100k là một 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 100 con là 200k anh chị em, 100 con đó anh chị em. Đấy thì mình rất là nhiều các con luôn nha. Cá này size không có nhỏ đâu anh chị em, một tháng trơn nè anh chị em, coi nè đó. Albino gold là mắt mắt đỏ nha anh chị em. Bộ này mình bao anh chị em là full dãy nha, full dãy hết luôn á. Đó, nuôi đại nè anh chị em, thấy mình quay nhỏ thôi, ngoài nó có nhỏ lắm nha. Size này hơn một tháng hết đó. Rồi tiếp theo là quay ta, cái này là blue to bass anh chị em. Blue to bass mình còn được có 1 2 3 4 5 một cái máy à. Cá trống nó chết queo chưa anh chị em ơi. Đó. Đó. Rồi anh chị em biết cái này là gì không anh chị em? Cá rất là sung luôn nha, bộ đen hồ lùi đúng không? Cái này là blue ta giăng anh chị em, chứ không phải là full lách nha. Nó kiểu như không có ánh sáng trái vô, nó không có hiện cái đầu bên ha. Để mình dắt lại một cái con các bạn xem nha. Nè mình lấy miếng nước mình vũ xuống nè, nó bu rồi nè. Đó mình dắt nó nè. Đó anh em thấy không, màu đen hồi lùi luôn. Cái này có thể mình chơi full red hoặc là blue tây giang cũng được chứ nha. Đó, anh chị em quay, mình quay thử anh chị em thấy cái đầu đen nó không á, cái đầu xanh nó không có hiện chị em ơi. Biết sao, có ánh sáng lên nó mới hiện, có cái đèn lát lên nó mới hiện thôi. Thì mình thả lại nha. Mà nó là blue tối giang anh chị em, lên đầu đàng hoàng nha. Thì cái này mình bán cho anh chị em là 35k một cặp nha anh chị em. Anh chị em mà lấy 10 cặp thì còn 30k thôi nha. Anh em lấy 10 cặp là 300 ngàn á. 10 cặp là 30k thôi, là 10 cặp là 300 ngàn nha anh chị em. Tiếp theo là Dumbo anh chị em. Anh chị em thấy có máy không? Cái này vừa cho nha anh chị em. Hơi chán anh chị em thông cảm nha. Đó, cá máy nè, mình làm biến bắt quá. Đi ngoài cái trống anh chị em xem nha. Đây anh chị em thấy cái bài này, bài gì của mình không? Anh chị em có đánh nhau cho người anh chị em. Để mình dụ chỗ khác này. Đó, nó bu anh chị em thấy không? Đó, cái là gồng đỏ, gồng xanh Indo anh chị em. Xa này học kháng hơn thôi nha, một kháng hơn gồng xanh Indo. Đó. Anh chị em thấy cái này gì không? Anh em thấy cá con dưới không anh chị em? Gồng cá con này, cá con của ủa blue da băng anh chị em. Cá mái nằm trong đây rồi, mình biến quay quá. Rồi tiếp theo là mình quay Dumbo cho em xem nè. Mình giới Dumbo này mình cho nó bu rồi nha. Đó, Dumbo anh chị em. Thì hôm nay mình có một đơn là 5 cặp Dumbo nha. Mình bán Dumbo là 40k một cặp nha anh chị em. Và anh chị em nào lấy nhiều thì mình giảm nha. Anh chị em nào lấy tầm 5 cặp ở thì anh chị em lấy nhiều mình giảm nha. 35k một cặp nha anh chị em. Em bán có 35k một cặp thôi. Hôm nay anh chị em có anh một anh là lấy 5 cặp, bây giờ mình sẽ dớt lên 5 cặp và mình đưa cho anh ấy nha. Mình dớt lên nha, lấy cái vợt dớt lên nè anh chị em. Có vợt ngoài này sẵn nè. Mình dớt lên quay anh chị em xem nha. Con cá mình lựa rất là ok nha, full dãy nè, full lớp latium và lên tay nha. Cá đẹp thì mình bán giá khác nha anh chị em, chứ không phải là bán cái không nha. Quay anh chị em xem nè. Đó anh chị em thấy không, tai bơi rất là dài luôn nè. Đó anh em thấy không, bán cho 35k một cặp thôi anh chị em. Anh chị em là lấy 10 cặp á, giá là 320 anh chị em. 10 cặp là giá là 320 nha. Và 30k tiền ship là 350 nha anh chị em. Thì cái đơn đơn mà anh chị em mình ship sai anh chị em á, là cái đơn từ 200k mới ship nha. Chứ anh chị em đòi mua một hai cặp, một cặp một hai mà đòi ship, mà một cặp nó có 40 ngàn à, mà anh chị em đòi ship thì mình cũng bó tay luôn rồi, mình không có được nào ship cho chị em được.
Trừ khi anh chị em ở Cần Thơ qua bắt mua chơi được, chứ có một cặp mà anh chị em đòi ship thì sao mình ship được phải không? Và cái đơn ship tỉnh thì từ 200k mới bắt đầu ship cho anh chị em nha. Cái cọng dây luôn rồi đó, anh chị em thấy không đó, cái đó là sung nha. Vậy mấy con nào mấy tay bơi cũng rất là ok luôn không? Đó, số lượng mình còn có như đây nè. Thấy chưa, mình quay cái quay ra một hai hôm hết trơn nha anh chị em, nhanh chân anh chị em. Thì mình bán chỉ 35k một cặp thôi. Đó. Anh chị em nhanh chân nha. Cá này về mình chơi top view, side view rất là đẹp luôn. Rồi. Gài mấy đứa. Anh chị em thấy không? Dumbo. Mình quay quậy nó bu lại nè. Bu lại mấy đứa. Cái này rất là dài luôn nha. Mình lựa cái con mà tai bơi dài rồi dãy lên đều cho anh chị em nha. Cá mà nó xấu thì mình sẽ nói với chị em là cái giá mình sẽ để lên nó hấp xuống xíu nữa. Chung là anh chị em biết sao không? Giờ này dịch Covid này kia rồi, nhiều anh em xả cá giờ bán cá với túi với đá gì đó. Mình cho nó ăn này kia rồi mình tốn tiền lắm các bạn ơi. Đó anh chị em thấy không? Cái bơi rất là đã luôn nè. Đó anh chị em nào lấy thì liên hệ với mình nha. Mình bán chỉ 35k một cặp thôi. Bán nhanh cho anh chị em nha. 10 cặp thì 320 anh chị em. 10 cặp 320. Phí ship là 30k toàn quốc nha anh chị em. Mình đóng thùng xốp cho anh chị em đàng hoàng nha. Nó băng keo này kia bọc bị nữa. Đó chỉ 30k thôi, tao gom hết trơn luôn anh chị em. Đó, anh chị em nhanh chân nha. Rồi thì mình thở mình lại khu vườn trước mình quay cho anh chị em xem gồng đỏ nè. Blue ta văn nè. Đúng rồi, blue da băng nè. Đó, anh chị em thấy đã thấy không? Thì anh chị em bắt nhanh giùm mình nha, giùm hắn nha, hắn cảm ơn nhiều nhờ biết sao các bạn. Nè anh chị em coi nè, mấy cái hồ nè, mình không có nuôi mấy dòng mình nữa, mình đang làm cá khác rồi, mình đang làm dòng khác rồi nha anh chị em. Mình xả nhanh cái này ra Dumbo, mình xả nhanh nè, dưới bà lưu ta da mình xả nhanh nè, bà lưu da băng luôn, ba loại nha. Đó mình quay tiếp cho anh chị em xem cái bài anh em thấy nó sung không? Mình giờ mình chuyển sang mình làm cồng xanh Indo anh chị em. Đó, dưới bà HP bà lưu nha. Ừ anh chị em nào lấy gold thì lấy lẻ giùm mình cái nhanh nha. Gold mình bán có 2k một con à. Cái gold nó albino gold mắt đỏ nha. Hồi đó mình mua một cặp giống mà biết nhiêu anh chị em? 400 ngàn anh chị em. Này là cá máy Dumbo nha anh chị em. Máy Dumbo. Đó, đã không anh chị em? Rồi mình quay dòng khác cho anh chị em xem nha. Trời, dòng đầu tiên hành lý là dòng blue da băng anh chị em. Đó thì anh chị em nào lấy mình bán lẻ nha, lẻ là 40k một cặp và 5 cặp là 200, và anh chị em nào lấy từ 10 cặp thì mình để giá là 30k thôi anh chị em, 10 cặp chỉ 300k thôi mà hiệp cho mình bán là cực kỳ rẻ anh chị em luôn, tại mình thanh lý anh chị em đó. Anh chị em nào mà lên trên mấy cái kênh YouTube khác ha, không có giá đó đâu anh chị em, nó thật sự là dòng này từ 70k cho đến 200k anh chị em, dòng này nè nó quay đôi quay lưng rất là to luôn, cái màu màu xanh rất là đẹp luôn nha. Đó thì mình thanh lý trong này bỏ dầu luôn anh chị em, mình không có chơi nữa anh chị em, nhanh chăng nha, mình còn nghĩ đâu tầm 20 cặp thôi đó, nói chung là quay lại chơi là nhanh lắm anh chị em ơi. Đó thì mình thanh lý luôn, mình cái giờ hết hồ mình nuôi rồi, bây giờ cá con mình đẻ quá trời rồi, bây giờ mình phải bán cái này vớt đi, mình lên cá con lại mình nuôi ha. Đó anh chị em thấy cái màu này rất là đẹp luôn, mình chơi hồ kính hay hồ thả ngoài trời gì rất là ok luôn, thật sự là mình bán rất là rẻ cho anh chị em luôn đó. Do bà công mình chăm sóc và cho ăn này kia nữa, mình bán mình chỉ lấy lại được tiền cá và tiền thức ăn này anh chị em. Anh chị em bán một cặp anh chị em nghĩ 30k hoặc 40k coi, nghĩ này mình nuôi 3 tháng trời mà mình cho nó ăn trùng chỉ artemia rồi cám đủ thứ hết trơn, mình công sức mình nuôi nước mình hút phân hút cặn hàng ngày nó tùm lum lá cho anh chị em, nghĩ đi anh chị em đừng nghĩ cá rồi anh chị em đừng đòi cá rẻ mà đẹp nha, không chịu đó đâu nha anh chị em. Nói chung là hành lý mình bán rẻ cho anh chị em chơi nha. Rồi tiếp theo là bà lưu tây giang anh chị em, cái dòng này mà đang thả cái hồ mấy cái hồ mà trời nè các bạn rất là đẹp luôn nè, mình đang thả đâu mấy bầy vậy đó, hồ nào cũng có một bầy bầy hết trơn nè. Đó thì em bầy này anh lấy đúng nha, anh chị em nào mua lẻ thì 40 nha anh chị em, anh chị em nào mua lẻ là 40k một cặp, và anh chị em lấy từ 10 cặp thì giá chỉ 300k thôi nha, mình chỉ còn đâu tầm 20 cặp thôi. Đó là 10 cặp thì 300k nha. Đó hành lý anh chị em luôn, dòng này mình chơi ngoài trời rất là đẹp luôn, cái đầu nó chó xanh lên rất là đẹp, vô cái nền khác thì nó ra là màu đen lùi luôn nha, dù cái nền màu trắng đi mà không có ánh nắng đây là nó màu đen lùi à, có nắng chiếu vô thì nó ra cái đầu màu xanh rất là đẹp luôn đó, gọi là bệnh tây giang nha anh chị em. Cá mái thì mình không có quay nha, cá mái thì sai bầu sai đẻ nha, bầu bì được nha, ôm trứng hết rồi, anh chị em về gần chỗ ghép thôi là bắt đầu
tầm 10 ngày 20 ngày sau là bắt đầu đẻ luôn nha anh chị em. Đó, dành mình cách dễ chơi. Rồi tiếp theo là gồng đỏ anh chị em. Gồng đỏ này thì mình còn đâu là 12 cặp. Đó. Thì 10 cặp thì mình lấy giá này em chỉ 30k thôi nha. Lẻ là mình bán 35 hoặc 40k nha, tùy vào đẹp nha. Anh chị em mà lấy lẻ thì 35k một cặp thôi, gồng đỏ nè. Ha. Gồng đỏ BDX. Cái đôi thì tiêu rất là ok đâu nha. Mình này mình bày này mình còn đâu là 12 13 cặp gì á. Anh chị em lấy hết thì mình để giá anh chị em là 300 rưỡi đi, 300 rưỡi 12 cặp, 13 cặp lần á. À, có một con nó không có đẹp nên mình bán cho em lấy cho em 300 rưỡi thôi. 12 cặp là tương đương 30k một cặp thôi đó anh chị em. Không tới 30k một cặp nữa. Đó thì rất là rẻ luôn nha. Anh chị em nào về tập chơi thì rất là ok luôn, không lo bệnh tật gì cả nha. À, chỉ có kênh YouTube mình mới rẻ đơn vị thôi nha anh chị em. Cái giống cái máy xài to luôn nha. Tiếp theo là mình lên dòng phun con nha anh chị em. Cái phun con đợt này mình lên, mình cái clip này mình quay clip cũ rồi nha, nhưng mà cá nó quy chang nhau mà không khác gì cả nên mình để clip này luôn nha. Đó thì anh chị em thấy cái phun dậy hết là tay chân thịt chớm. Cá này về anh chị em đổi máu hoặc là làm giống thì rất là ok nha. Cái bộ mình bao phun vẫy và bao lên tai bơi nha anh chị em, chớm tay hết luôn nha. Đó thì em bán giá chỉ 70k một cặp thôi. Và anh chị em nào hôm nay trong clip này ha, xem mình phun con này mình không có thanh lý bán giá rẻ hơn nữa được nữa nha anh em. Nói anh chị em nào lấy 3 cặp á, 770 × 321 rồi. Anh chị em nào lấy 7 cặp là mình lấy anh chị em chỉ 200k thôi nha. 7 cặp 200, ủa lộn, 3 cặp 200 70k một cặp á anh chị em. Mà cái này mình em lấy 3 cặp thì em để anh chị em chỉ 200 thôi nha, 3 cặp 200, cực kỳ rẻ luôn. Đó, anh chị em thấy không? Quá rẻ luôn nha. Anh chị em lấy 4 cặp thì 200 rưỡi nha. 4 cặp 200 rưỡi thôi. Không, quá rẻ luôn. 4 cặp 200 rưỡi. Rồi anh chị em nhanh chăng nha. Clip ở đây là kết thúc. Anh chị em nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ với Thắng nha. Để khi nào mình ra clip mới thì anh chị em có thể đón vào xem nha. Cá thì như clip á, mình quay mình chứ là mình chất lượng cho anh chị em chơi thôi. Anh chị em đừng có ham rẻ mà mua nha. Nhiều chỗ khác bán shop bán khác bán mắc hơn, rất là cao, giá rất là cao luôn mà anh chị em vẫn mua mà không hiểu sao. Mà con cá thì không có đẹp, tại vì anh chị em chưa có trong nghề á, chưa có tìm hiểu sâu về con cá, cái độ đẹp nó nằm ở đâu và tiêu chuẩn như thế nào á nha. Rồi tạm biệt mọi người nha.